Xin chào anh em thân mến của Mitasui. Cuộc chiến tranh chống xâm lược bảo vệ biên giới năm 1979 của chúng ta được coi là kết thúc khi Trung Quốc tuyên bố hoàn thành rút quân ngày 16 tháng 3 năm 1979. Nhưng nó chỉ thực sự tạm chấm dứt khi hai bên hoàn thành việc trao trả tù binh vào ngày 22 tháng 6 năm 1979. Từ tháng 5 đến tháng 6 năm 1979, hai nước Trung Việt tiến hành 5 đợt trao trả tù binh tại cửa khẩu Hữu Nghị nằm giữa Lạng Sơn và Quảng Tây. Trong suốt thời gian tham chiến và bị giam tại Việt Nam, những tù binh Trung Quốc đã có những trải nghiệm khó quên nhất trong cuộc đời binh nghiệp của mình. Điều này cũng trực tiếp ảnh hưởng sâu tới những phát ngôn của chính phủ Trung Hoa về chiến tranh biên giới phía Bắc sau khi thua trận. Vậy những cựu tù binh này đã nói gì về cuộc phản kích tự vệ của Bắc Kinh? Mời anh em cùng Mr. Sui đi tìm hiểu qua video ngày hôm nay. Để tiến hành cuộc chiến tranh, ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã chuẩn bị kỹ lưỡng, huy động một lực lượng khổng lồ gồm 9 quân đoàn chủ lực tinh nhuệ, được coi là thiện chiến nhất của họ khi đó, cùng hàng ngàn xe tăng và hơn 2.880 khẩu pháo cỡ lớn. Theo tiết lộ trên báo chí chính thống Trung Quốc, gần đây thì việc tiến hành cái gọi là chiến tranh phản kích tự vệ chống Việt Nam đã được giới lãnh đạo tối cao quyết định tại Hội nghị Quân ủy Trung ương ngày 7 tháng 12 năm 1978 và mệnh lệnh đánh Việt Nam được ban hành vào ngày 8 tháng 12. Khi đó, do Trung Quốc mới ra khỏi 10 năm cách mạng văn hóa hỗn loạn mà quân đội Trung Quốc đã hơn 10 năm chưa đánh nhau lớn kể từ sau chiến tranh biên giới với Ấn Độ năm 1962, chỉ có cuộc chiến nhỏ của Hải quân chiếm Hoàng Sa năm 1974, nên Quân ủy Trung Quốc quyết định lấy nhiều đánh ít, dùng dao giết trâu mổ gà. Đặng Tiểu Bình khi đó là Phó Chủ tịch Quân ủy đã bổ nhiệm Hứa Thế Hữu, Tư lệnh Quân khu Quảng Châu làm Tổng chỉ huy lực lượng bảo vệ biên giới Quảng Tây, cánh quân phía Đông và gấp rút điều Tư lệnh Quân khu Vũ Hán Dương Đắc Chí, người đã từng là cố vấn quân sự giúp Việt Nam chống Pháp khi xưa, về làm Tư lệnh Quân khu Côn Minh thay tướng Vương Tất Thành, đảo vị trí cho Dương Đắc Chí làm Tư lệnh Quân khu Vũ Hán và đảm nhiệm chức Tổng chỉ huy lực lượng bảo vệ biên giới Vân Nam, cánh quân phía Tây. Cánh quân phía Đông, Quảng Tây do Hứa Thế Hữu chỉ huy, gồm các quân đoàn 41, 42, 43, 54, 55 và 50, thiếu sư đoàn 149. Cánh quân phía Tây, Vân Nam do Dương Đắc Chí chỉ huy, gồm các quân đoàn 11, 13, 14 và sư đoàn 149 quân đoàn 50, cùng với lực lượng biên phòng, dân binh, với tổng số quân hơn 500.000, số đã tràn qua biên giới là 202.000. Tuy nhiên, những kẻ tấn công đã gặp phải một đối thủ đáng gờm, chính là quân đội Việt Nam. Những người lính đã trưởng thành và thu được nhiều kinh nghiệm trong những cuộc chiến giành độc lập dân tộc trước quân đội Mỹ và chính quyền miền Nam. Và giờ đây, những kinh nghiệm ấy đã được nhân lên trong cuộc chiến chống lại những đợt tấn công của kẻ thù phương Bắc. Trong hơn một tháng chiến tranh, các lực lượng Trung Quốc đã bị thiệt hại nặng nề. Theo số liệu tổng kết của Cục Hậu cần Quân khu Côn Minh được báo chí Trung Quốc dẫn lại, dù con số này kém xa thực tế, thì họ bị chết 8.531 người, bị thương hơn 23.000, bình quân mỗi ngày có một trung đoàn bị loại khỏi vòng chiến đấu, bị bắt làm tù binh 239, trong đó có 202 người ra hàng tập thể ở cùng đơn vị trung đoàn 448, sư đoàn 150, quân khu Thành Đô. Dưới tiêu đề, cựu binh tham chiến vạch ra 11 vấn đề bên trong của chiến tranh phản kích tự vệ chống Việt Nam. Diễn đàn Cường quốc của báo điện tử Nhân dân Nhật Báo ngày 13 tháng 7 năm 2016 đã đăng hình ảnh cô nữ du kích người Tây súng trong tay đang dẫn giải toán tù binh Trung Quốc kèm theo chú thích. Nữ binh Việt Nam giám sát các binh lính Trung Quốc bị bắt trong chiến tranh phản kích tự vệ chống Việt Nam năm 1979, mà đó là cả một đại đội đầu hàng tập thể. Dưới bức ảnh, tác giả viết: vào Tết Thanh Minh năm nay, có cựu binh từng tham gia cuộc chiến tranh Trung Việt năm 1979 đã kể lại những điều bản thân từng trải qua. Lật tẩy nhiều vấn đề bên trong cuộc chiến đang được yêu cầu phải quên đi ấy. Rất nhiều người lại nêu ra, tính mạng các binh sĩ chỉ có giá tiền ngang với một con lợn. Liệu có đáng phải tham gia cuộc chiến tranh đó hay không? Vì sao Trung Quốc đem tiền đi viện trợ nước khác ở khắp nơi mà không có lấy một người bạn thực sự nào cả? Sau khi thua trận, phải rút quân về nước, tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Hoàng Hoa tuyên bố,
quân đội chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ tác chiến ở biên giới phía Nam và đã rút hết về nước. Dừng vài giây, Hoàng Hòa nói tiếp. Hiện không còn bất cứ một người lính nào trên đất của Việt Nam nữa. Nhưng trên thực tế, trong số hơn nửa triệu binh lính, dân binh, quân dự bị tham gia trận chiến này, vẫn còn mấy trăm người hiện đang không rõ tung tích. Trên chiến trường, không rõ tung tích có nghĩa thế nào thì ai cũng biết. Nên trong các buổi truy điệu, họ đều được coi là tử sĩ. Ngoài ra, còn có 239 người khi đó đang bị Việt Nam giam giữ trong các trại tù binh. Trong đó, có nguyên vẹn một đại đội sau khi bị bao vây, mất liên lạc với trên, đã họp chi bộ với sự có mặt của các cán bộ cấp trên và ra nghị quyết đầu hàng tập thể. Vụ này được coi là sự kiện nhục nhã nhất trong lịch sử quân đội Trung Quốc. Trong thời gian mấy tháng ở trại giam tù binh của Việt Nam, các binh lính Trung Quốc bị bắt thường tỏ ra nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, không có hành động quấy phá chống đối gì. Họ chỉ quan tâm nhiều đến bữa ăn. Mỗi khi có phái đoàn chữ thập đỏ quốc tế đến thăm trại, một số người hay tranh thủ kêu ca cơm ăn không đủ no, thức ăn ít thịt cá dầu mỡ, rau toàn rau muống với rau bí. Có người vặn hỏi cán bộ quản giáo, Việt Nam nói đầu hàng thì được đối xử tử tế, sao lại cho chúng tôi ăn như vậy? Họ đâu biết được hoàn cảnh kinh tế của Việt Nam vào thời điểm ấy, để cho họ được ăn no đã là cả một vấn đề. Trong những ngày tháng khó khăn ấy, khẩu phần ăn mỗi ngày của họ vẫn được ta bảo đảm 700 gram gạo không độn mì mốc, ngô rang ngựa hay hạt bò bò, lại có chút thịt cá dầu mỡ là ta đã rất cố gắng. Về sau, khi tù binh được cử người cùng đi nhận thực phẩm ở kho chung với cán bộ chiến sĩ của trại, được tận mắt chứng kiến phần thực phẩm dành cho bộ đội Việt Nam còn ít hơn phần của tù binh, được nhìn bàn ăn của cán bộ chiến sĩ ta, họ mới hiểu ra và thừa nhận thực sự họ đã được đối xử tử tế. Trong quá trình bị bắt giữ, tuyệt đại đa số tù binh đều thành thật khai báo, ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của cán bộ quản lý trại. Có người nói giọng địa phương khó nghe, rất sợ bị hiểu nhầm là ngoan cố, khai báo không thành khẩn thì sau này hết chiến tranh, có thể sẽ không được trao trả về nước với gia đình, hoặc sẽ bị đối xử tàn tệ như chỉ huy của họ tuyên truyền trước khi đi đánh nhau. Nhiều người đều tìm mọi cơ hội thanh minh, mình bị lừa đi đánh Việt Nam vì tin theo lời của chỉ huy nói đánh Việt Nam để chi viện cách mạng Campuchia, trừng phạt Việt Nam tiểu bá. Họ thuộc lòng và ra sức biện bạch cho hành động tội ác gây chiến tranh xâm lược, phá hoại những công trình công cộng, nhà dân ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc của nước ta. Đối diện với nhóm người này, luôn đòi hỏi những màn đấu trí căng thẳng. Tuy nhiên, họ thường cúi đầu mỗi khi bị quân ta hỏi rằng Trung Quốc lấy tư cách gì mà đòi trừng phạt nước khác? Các anh xưng danh quân giải phóng nhân dân, sao lại giết hại dân thường, phá hủy những công trình phúc lợi, dân sinh? Các anh nói kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi, sao lại đặt mìn, phá hoại di tích Hàng Park Bó? Lúc này không một ai lên tiếng, chúng im lặng bởi sự thật là quân Trung Quốc đã gây ra những tội lỗi không thể dung thứ với đồng bào Việt Nam sống ở vùng biên giới phía Bắc. Từ tháng 5 đến tháng 6 năm 1979, hai nước Trung Việt tiến hành 5 đợt trao trả tù binh tại cửa khẩu Hữu Nghị nằm giữa hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây. Đến ngày 22 tháng 6 năm 1979, công tác trao trả đã hoàn thành với 239 tù binh Trung Quốc, thực ra là 238 người và hai cốt một tù binh bị chết trong trại do bị thương nặng, đã được Việt Nam trao cho phía Trung Quốc. Phía Trung Quốc cũng trao trả cho Việt Nam 1.638 người bị họ bắt, nhưng đại đa số là dân thường mà họ gán cho là nhân viên vũ trang Việt Nam với rất nhiều người già và phụ nữ. Riêng phụ nữ đã có tới 117 người. Việc trao trả được tiến hành ngay tại cây số 0, tức là điểm khởi đầu của tuyến quốc lộ số 1 của Việt Nam với sự trung gian của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế. Trước khi hai bên tiến hành trao trả, các đại biểu Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế đã được phép tới các trại giam tù binh của hai bên để giám sát việc thực hành chính sách đối xử đối với tù binh theo Công ước Geneva và giúp hai bên kết nối liên lạc, chuyển thư tín, tin nhắn của các tù binh về với gia đình. Để lên được cây số 0, các tù binh, nhân viên công tác của Việt Nam, các đại diện Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế, các nhà báo trong, ngoài nước thường tập kết tại thị xã Lạng Sơn, sau đó di chuyển bằng ô tô lên Đồng Đăng. Những cán bộ phía ta làm nhiệm vụ trao trả khi tới đây đều vô cùng đau lòng và phẫn nộ khi thấy một đô thị chết chìm trong cảnh đổ nát. Quân Trung Quốc khi rút lui đã dùng thuốc nổ phá hết nhà cửa, tiêu hủy tất cả những gì có thể ích lợi với cư dân, các toa tàu hỏa, đường dây, thiết bị trong nhà máy, cầu cống, cột điện. Nhiều tù binh cúi gằm mặt xuống, chắc là vì hổ thẹn. Khi ấy, không còn đường cho xe đi,
mọi người phải xuống xe và tiếp tục đi bộ mấy cây số cho đến biên giới. Có lúc đó là những đoạn đường mòn hẹp tới mức mọi người phải đi theo hàng một. Lối đi là khu vực đã được rà mìn, xung quanh đầu đầu cũng có dòng chữ có mìn viết trên đá và những tấm biển nhỏ cảnh báo những nơi chưa được rà mìn. Có lần, một tù binh dù đã bị cấm nhưng ngại tiểu tiện trước mặt người khác đã đi thêm vài bước vào rừng đến khu vực cấm. Anh ta dẫm phải một trái mìn, mìn nổ khiến anh ta cụt bàn chân. Việc trao đổi tù binh diễn ra theo một nghi thức nghiêm ngặt do hai bên ấn định. Tại đây, đường biên giới được biểu tượng bởi một vạch vôi màu trắng có bề rộng chừng gang tay được quét lên mặt đường rộng. Các sĩ quan biên phòng thường luôn nhắc nhở mọi người đừng bước qua vạch vôi vì sẽ có cớ để bên kia coi đó là hành động khiêu khích. Mỗi cuộc chào trả thường có khá đông nhà báo trong, ngoài nước tham dự. Phía Việt Nam thường là các phóng viên các báo, hãng thông tấn của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô, báo Akahata của Nhật và hãng tin AFP của Pháp. Bên phía Trung Quốc thì số nhà báo đông hơn, chủ yếu là các hãng phương Tây. Qua tìm hiểu thì hầu như không có mặt các phóng viên Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác. Một cuộc họp trao đổi giữa đại diện Hội Chữ Thập Đỏ hai nước được diễn ra tại chỗ để khớp lại danh sách, tình trạng những người được trao trả. Khi cuộc trao trả bắt đầu, tại biên giới phía bên Việt Nam, một sĩ quan biên phòng đứng đọc một văn bản thông báo về việc trao trả được viết sẵn, được dịch sang tiếng Trung Quốc. Phía bên kia là một người Trung Quốc cầm danh sách đối chiếu. Sau đó, các tù binh Trung Quốc từng người một bước qua vạch đi sang phía bên kia biên giới. Tất cả họ đều mặc bộ quần áo giản dị và sạch sẽ màu xanh. Mỗi người cầm một túi nhỏ, bên trong là những món quà đặc sản của Việt Nam và những đồ vật cá nhân của họ bị thu khi bị bắt, nay được trả lại. Phía Trung Quốc thường biến các cuộc trao trả thành những màn kịch kịch cỡm. Các tù binh Trung Quốc khi vừa bước qua biên giới đã nghe tiếng quát yêu cầu họ quẳng ngay túi quà đi. Cứ mỗi người bước sang lại có hai người mặc áo choàng y tế màu trắng tiến đến, ôm lấy, dìu đi như thể họ bị ốm nặng, mặc dù họ hoàn toàn khỏe mạnh, được ăn uống đầy đủ. Việc này xảy ra trước sự lắc đầu, nhún vai của các nhà báo quốc tế. Sau đó đến lượt những người bị bắt bị gọi là tù binh Việt Nam, được phía Trung Quốc trao trả. Họ cũng mặc đồng phục sạch sẽ, tay cầm túi quà. Khi họ bước qua biên giới sang phía Việt Nam, một sĩ quan trong ủy ban đón tiếp ôm chầm lấy từng người, nói: "Chào mừng các đồng chí đã trở về Tổ quốc." Rồi từng người bước về phía sau để nhường chỗ cho người khác trong niềm vui được trở về. Mỗi cuộc trao đổi tù binh như thế kéo dài không quá một tiếng rưỡi. Sau đó các chiến sĩ Việt Nam cùng người dân lên xe trở về doanh trại. Dưới đầu đề, nhìn lại chiến tranh phản kích tự vệ chống Việt Nam, tác giả Thường Thanh viết trên báo mạng bothanwang.com ngày 30 tháng 5 năm 2013. Chiến tranh phản kích tự vệ chống Việt Nam có lẽ là cuộc chiến khiến mọi người Trung Quốc hiểu biết sự thật khó mở miệng nhất trong mọi cuộc chiến tranh với bên ngoài kể từ năm 1949. Ngay khi đó, đã có rất nhiều người nghĩ khác với chính quyền về giá trị của cuộc chiến tranh ấy. Lúc đầu, khi người ta nhìn thấy trên màn hình TV hàng ngũ trùng điệp những binh lính Trung Quốc tuổi 18-20 kéo ra tiền tuyến, không khỏi cảm thán. Ít lâu sau, lại thấy cảnh hàng vạn ngôi mộ liệt sĩ xếp hàng ngay ngắn trong các nghĩa trang ở biên giới Tây Nam. Sự đau xót khó nói thành lời. Một người Trung Quốc đã nói, Trung Quốc chết toàn những nam nhi trai tráng đang tuổi thành niên, còn phía Việt Nam toàn dân làm lính, cả trẻ già, gái trai. Sự đánh đổi thật không tương xứng. Nhưng sự kinh dị còn ở phía sau. Khi chiến tranh kết thúc, chẳng ai biết, cũng không có cảnh cả nước ăn mừng thắng lợi, chỉ biết nó đã kết thúc rồi. Theo thông tin trên báo chí Trung Quốc, sự kiện nhục nhã chưa từng có trong lịch sử quân đội Trung Quốc này diễn ra như sau. Chúng tôi xin được trích dẫn lại nguyên lời văn của tác giả, dựa trên góc nhìn của người Trung Quốc về trận chiến này như sau. Trước khi xảy ra cái gọi là chiến tranh phản kích tự vệ chống Việt Nam, Sư đoàn 150, Quân đoàn 50 của quân khu Thành Đô được khẩn cấp mở rộng biên chế từ sư đoàn loại B nâng lên thành sư loại 1, được bổ sung thêm nhiều cựu binh đã qua rèn luyện, điều động từ các đơn vị phía Bắc xuống và số lớn tân binh mới nhập ngũ. Quân số từ hơn 6.000 tăng vọt thành hơn 11.000 người. Cán bộ các cấp phần lớn chưa có kinh nghiệm chiến đấu, sĩ quan chỉ huy cấp đại đội, trung đội đều mới được đề bạt. Tuy đã được huấn luyện khẩn cấp trước khi xảy ra chiến tranh, nhưng chất lượng quân sự chưa được kiểm nghiệm. Sư đoàn trưởng là Lưu Đồng Sinh, chính ủy Dương Chấn Đạo, sư đoàn 150 gồm 3 trung đoàn bộ binh có phiền hiệu 448, 449, 450 và trung đoàn pháo binh.
Ngày 21 tháng 2 năm 1979, sư đoàn 150 hành quân bằng xe lửa và ô tô từ Tứ Xuyên vượt qua 3.000 km tới mặt trận Quảng Tây, tập kết tại các khu vực Ninh Minh, Minh Giang trước ngày 5 tháng 3 làm nhiệm vụ dự bị, đề phòng quân đội Việt Nam đánh sang. Sau khi chính phủ Trung Quốc tuyên bố rút quân, hầu hết sư đoàn 150, trừ trung đoàn pháo binh nhận lệnh của Sở Chỉ huy Tiền phương quân khu Quảng Châu vượt biên sang Việt Nam qua cửa khẩu Thủy Khẩu, làm nhiệm vụ càn quét ở phía Tây Cao Bằng dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 41. Để giúp phối hợp với đơn vị bạn và tăng cường chỉ huy, quân đoàn 50 đã cử hai phó tư lệnh quân đoàn là Quan Khoát Minh, Lâm Trung Hòa và phó chính ủy Hầu Bồi Tụ lập thành tổ công tác về nằm vùng tại sư đoàn 150. Sáng 7 tháng 3, trung đoàn 448 vào đến thị xã Cao Bằng theo đường số 3 qua cửa khẩu Thủy Khẩu sang Tà Lùng, huyện Phục Hòa. Ít giờ sau, tổ công tác nằm vùng của Quan Khoát Minh cũng tới. Theo hiệp đồng với quân đoàn 41, thì sư đoàn 150 được giao nhiệm vụ trong vòng 7 ngày phải càn quét, lùng sục tiêu diệt đối phương, tìm kiếm các kho vật tư của đối phương, nói trắng ra là cướp bóc, vơ vét của cải, và tìm kiếm, thu dung lính Trung Quốc bị thương, tử trận. Trong khu vực phía Tây Cao Bằng rộng 280 km2 mà sư đoàn 121, quân đoàn 41 đã bị quân dân Việt Nam đánh cho tơi tả trước đó. Trung đoàn 448 được khẩn cấp nâng loại từ loại B lên loại A trước khi xảy ra chiến tranh. Cán bộ chỉ huy các cấp đều chưa qua đánh trận. Ekip chỉ huy bao gồm trung đoàn trưởng Lý Thiệu Văn, chính ủy Lý Triệu Bích, ba trung đoàn phó Hồ Khánh Trung, Lam Văn Bân, Vương Bảo Nhân, ba phó chính ủy Long Đức Sương, Điền Văn Siêu, Vương Khiêm Chí và tham mưu trưởng Cao Lập Hoa, tham mưu phó Phó Bồi Đức, còn có ba trung đoàn bộ binh và năm đại đội trực thuộc, tổng quân số hơn 2.500 người. Trong 3 ngày từ mùng 7 đến mùng 10 tháng 3, hoạt động của sư đoàn 150 được đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ. Tối mùng 10 tháng 3, quân đoàn 41 ra lệnh cho sư đoàn 150 ngừng tiến công, trong vòng 3 ngày phải tiến theo hướng Bắc, vừa truy quét đối phương, vừa hành quân về nước. Ngày 14 tháng 3, phải rút về nước qua đường Bình Mãng, tức hướng Sóc Giang, Hà Quảng. Tuy nhiên, khi lựa chọn đường rút về, giữa phó tư lệnh quân đoàn 50 Quan Khoát Minh và sư đoàn trưởng 150 Lưu Đồng đã bộc lộ mâu thuẫn. Lưu Đồng cho rằng đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ nên cứ rút quân theo đúng đường cũ đã sang, tức quốc lộ 3 qua cửa khẩu Tà Lùng, về nước an toàn là thắng lợi. Còn Quan Khoát Minh lại cho rằng sư đoàn 150 chưa hoàn thành nhiệm vụ tìm diệt sinh lực và lùng sục tìm kiếm kho tàng của Việt Nam. Nếu rút quân về theo hướng Bắc hướng Thiên Phòng Lĩnh thì có thể mở rộng chiến quả, vơ vét được nhiều của cải hơn. Hai bên mâu thuẫn gay gắt, không ai chịu ai. Sau khi biết tin, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 41 đã gửi điện ra lệnh cho Sư đoàn 150 rút về theo đường cũ. Nhưng bức điện quan trọng đã mã hóa đó đã bị một nhân viên cơ yếu sơ suất hủy đi mà không dịch ra. Vì thế, cuối cùng Quan Khoát Minh đã ra lệnh cho sư đoàn chia làm 3 cánh rút về theo hướng Bắc như ý ông ta. Hai trung đoàn 449 và 450 rút quân khá cho lọt, nhưng trung đoàn 448 thì không may mắn như họ. Theo ý Quan Khoát Minh, để thu được thêm nhiều vật tư, hàng hóa của Việt Nam thì phải vạch cỏ đánh thỏ, nên đã chia thành hai cánh, vừa rút vừa lùng sục tìm kiếm kho tàng trong các hang động. Sáng 11 tháng 3, cánh Tây của tiểu đoàn 2 gồm đại đội 8 đặc nhiệm có sở chỉ huy tiền phương, trung đoàn 448 với trung đoàn trưởng Hồ Khánh Trung và phó chính ủy Long Đức Sương đi kèm bị quân đội Việt Nam tập kích ở thôn Nà Ca, xã Minh Tân, huyện Nguyên Bình. Quân Việt Nam không đông nhưng chiếm được địa thế có lợi, dùng súng máy bắn quét. Phía Trung Quốc bất ngờ, không kịp trở tay nên thương vong nặng nề. Trung đoàn báo cáo lên trên xin cứu viện. Sư đoàn 150 thấy tình hình nghiêm trọng nên đồng ý, đình lệnh cho hai trung đoàn 449, 450 quay lại cứu viện nhưng bị tổ công tác của quân đoàn 50 bác bỏ, cho rằng tiểu đoàn 2 có thể tự phá vây được. Chỉ đồng ý để trung đoàn 448 cử hai đại đội do tham mưu phó trung đoàn Phó Bồi Đức chỉ huy quay lại hỗ trợ phá vây. Nhưng cả hai đại đội này đều bị quân dân Việt Nam phục kích, đánh trò tàn tác. Sau mấy ngày bị bao vây, tiểu đoàn 2 và sở chỉ huy tiền phương của trung đoàn 448 bị đánh tả tơi, đạn dược lương thực cạn dần, không thấy quân cứu viện đến, tinh thần binh sĩ sa sút nghiêm trọng, triệt để mất ý chí chiến đấu, chỉ biết co cụm chờ cứu viện. Ngày 13 tháng 3, quân đoàn 41 được báo cáo tình hình một bộ phận trung đoàn 448, sư đoàn 150 bị bao vây, đã lệnh cho các đơn vị gần đó tới cứu viện, nhưng có đơn vị chưa đến nơi đã quay đầu. Sau này, có tin quân ủy Trung Quốc cho rằng trung đoàn 448 đã bị bao vây ở vùng núi non hiểm trở, không huy động lực lượng lớn thì khó giải vây.
mà lúc này Trung Quốc đã tuyên bố rút quân, nếu triển khai hành động quân sự quy mô lớn sẽ gây ảnh hưởng xấu trên quốc tế, nên đã ra lệnh các đơn vị cứu viện quay về. Ngày 19 tháng 3 năm 1979, Phó Bồi Đức, Lòng Đức Sương và các cán bộ chỉ huy gồm đại đội trưởng, chính trị viên đại đội 8, tiểu đoàn 2 đã tổ chức họp chi bộ đảng mở rộng, ra nghị quyết quy định hạ vũ khí, kéo cờ trắng cả tập thể ra đầu hàng quân đội Việt Nam. Đây được cho là điều chưa từng có trong lịch sử quân đội Trung Quốc từ xưa đến nay. Sau này khi tổng kết, chỉ riêng trong trận Nà Ca, Lãng Tràng này, Trung đoàn 448 bị tập kích thất lạc cả thảy 542 người, để mất vào tay đối phương 407 khẩu súng các loại. 202 người bị bắt làm tù binh, trong đó có Phó Chính ủy Lòng Đức Sương, Tham mưu Phó, Phó Bồi Đức, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Đại đội trưởng, Chính trị viên Đại đội 8 cùng các cán bộ đại đội, trung đội. Số còn lại đều bị chết hoặc mất tích. Sau chiến tranh, Dương Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc đích thân dẫn đoàn cán bộ xuống Quân đoàn 50 điều tra, tổng kết, xử lý vụ việc được coi là ô nhục chưa từng có trong lịch sử quân đội này. Phó Tư lệnh Quân đoàn Quan Khoan Minh bị kỷ luật cách chức, giáng cấp xuống cấp sư đoàn. Trong quyết định kỷ luật ghi rõ, tham sống sợ chết. Phó Tư lệnh Lâm Trung Hòa bị giáng chức, Phó Chính ủy Hầu Bồi Tụ bị cảnh cáo trong đảng. Các cán bộ chỉ huy cấp sư đoàn, trung đoàn cũng bị kỷ luật hoặc điều chỉnh. Vụ việc được đưa thành giáo trình phản diện điển hình của việc tăng cường chỉ huy trong quân đội. Trung Quốc rút quân về nước dưới vai trò là những kẻ thua cuộc, nhưng chúng vẫn cố dắt mũi dư luận trong nước rằng mình đã hoàn thành vai trò của một cuộc chiến và thậm chí đã thắng trận. Nhưng khác với những lần thắng trước, lần này Trung Quốc chẳng dám giương cờ, chẳng dám kể về chiến công lẫy lừng mà mình giành được và cách họ dạy cho Việt Nam một bài học ra sao. Dường như chính quyền Trung Hoa muốn quên đi trận đánh này. Trong chiến tích được công bố, phần thương vong không hề đả động đến những người bị bắt. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Cùng đừng quên like, share video cũng như đăng ký kênh ủng hộ Mr. Xuôi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em.